Giá vàng nhẫn chạm mốc lịch sử. Giá vàng lập đỉnh mới, vượt xa mọi dự đoán giữa căng thẳng toàn cầu. Thủ đoạn tinh vi của nhân viên ngân hàng tham ô 246 lượng vàng FGC. Giá vàng nhẫn vượt vàng miếng, nguyên nhân và dự báo. Giá vàng trong nước ngày 18 tháng 10 năm 2024 tiếp tục xu hướng tăng mạnh đặc biệt là vàng nhẫn khi vọt lên mức kỷ lục 85 triệu đồng trên một lượng. Đây là một trong những thời điểm vàng nhẫn đạt đỉnh cao chưa từng có tại thị trường Việt Nam. Cùng với đó, giá vàng thế giới cũng tiếp tục leo thang, chạm ngưỡng gần 27.000 USD trên một ounce. Theo cập nhật lúc 9 giờ 24 phút ngày 18 tháng 10 từ tập đoàn vàng bạc đá quý Đầu Trì, giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ đã tăng lên mức 84,1 đến 85,1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra. So với đầu giờ sáng, mức tăng này đạt 100.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, đánh dấu kỷ lục mới cho giá vàng nhẫn tại Việt Nam. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ tại SGC lên mức 83,65 và 84,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch đầu ngày. Mức giá này chỉ đứng sau mức kỷ lục của Doji, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của vàng nhẫn trên thị trường trong nước. Sự tăng vọt của giá vàng trong sáng nay không chỉ diễn ra trong phạm vi một vài thương hiệu lớn. Theo báo cáo từ SJC và Dowche, vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ mở cửa giao dịch ngày 18 tháng 10 cũng chứng kiến các đợt điều chỉnh tăng mạnh. SJC nâng giá mua và bán lên mức 83,4 và 84,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tương tự, đầu chi nâng giá mua và bán lên 84 và 85 triệu đồng trên một lượng, tiếp tục duy trì đà tăng. Không chỉ vàng nhẫn, vàng 4 số 9 của SGC cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý. Mức giá niêm yết lúc 18 giờ 17 phút ngày 18 tháng 10 là 84 triệu đồng trên một lượng mua vào và 86 triệu đồng trên một lượng bán ra, không đổi so với phiên mua hôm qua. Tập đoàn Đầu Trì tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng duy trì giá vàng miếng 4 số 9 ở mức tương tự. Trong khi đó, giá vàng thế giới ngày 18 tháng 10 tiếp tục dao động ở mức cao lúc 18 giờ 10 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đạt mức 2.697,6 USD trên 1 ounce, tăng 12,5 USD trên 1 ounce so với đêm trước. Trên sàn Comex New York, giá vàng giao tháng 12 năm 2024 được ghi nhận ở mức 2.712,5 USD trên 1 ounce, sát mức cao nhất trong nhiều năm qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới ở mức 83,3 triệu đồng trên một lượng đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,7 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước. Sự chênh lệch này tiếp tục cho thấy áp lực từ thị trường trong nước khi giá vàng nội địa luôn duy trì ở mức cao so với thế giới. Thị trường vàng thế giới thời gian gần đây chứng kiến nhiều biến động khi giá vàng liên tục tăng và điều chỉnh. Đầu phiên giao dịch ngày 17 tháng 10, theo giờ Mỹ, giá vàng lập đỉnh 2.689,5 USD trên một ao, nhưng sau đó đã giảm nhẹ do doanh số bán lẻ tại Mỹ bất ngờ tăng 0,4% so với tháng 8, và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 241.000, thấp hơn dự kiến theo các chuyên gia một loạt yếu tố đang hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng đáng chú ý là kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất điều này làm giảm lãi suất trái phiếu và tạo động lực cho vàng một tài sản trú ẩn an toàn lãi suất trái phiếu kho bạc mỹ hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng một tuần việc lãi suất giảm có xu hướng làm tăng giá vàng do kim loại quý này thường được xem là một tài sản thay thế hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp Ông Peter A. Grant, phó chủ tịch của Jenner Metals, cho biết việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép có thể cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tháng 11 là điều được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng. Đây là tín hiệu quan trọng của thị trường vàng, bởi mỗi lần Phép giảm lãi suất, giá vàng thường nhận được lực đẩy mạnh. Tại châu Âu, báo cáo lạm phát yếu kém từ khu vực này cũng đã tạo thêm áp lực lên Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB và Ngân hàng Trung ương Anh, BOE, cũng cân nhắc việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Những động thái này càng củng cố thêm niềm tin vào sự tăng trưởng của giá vàng trong tương lai. Với tình hình địa chính trị bất ổn và chính sách tiền tệ có xu hướng nới lỏng trên toàn cầu, các chuyên gia dự báo giá vàng có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ông Peter A. Grant cho rằng nếu các yếu tố thuận lợi như hiện tại tiếp tục duy trì, giá vàng có thể tiến gần tới mốc 3.000 USD trên một ounce vào quý 1 năm 2025. Tại thị trường trong nước, giá vàng có thể tiếp tục lập đỉnh nếu xu hướng này kéo dài. Các thương hiệu lớn như SGC và Dolce đều cho rằng mức giá hiện tại là phản ánh trực tiếp của các yếu tố quốc tế và trong ngắn hạn vàng nhẫn có thể tăng cao hơn nữa. Công cụ FedWatch của CME cho thấy có tới 88,8% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11. Điều này làm gia tăng kỳ vọng về sự bùng nổ của giá vàng trong thời gian tới, trong khi thị trường dự đoán chính sách tiền tệ toàn cầu sẽ trở nên lòng lẻo hơn. Nhìn chung, giá vàng trong nước và thế giới đang có những biến động mạnh mẽ với vàng nhẫn lập kỷ lục mới và vàng miếng 4 số 9 duy trì ở mức cao. Trong thời gian này, nếu có những yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục thuận lợi cho kim loại quý, không loại trừ khả năng giá vàng sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới, tiến sát mốc 2.700 USD trên một ounce, dù đồng USD vẫn đang duy trì xu hướng tăng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17 tháng 10 năm 2024, Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 18,3 USD trên một ounce, đạt 2.693,5 USD trên một ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex cũng ghi nhận mức tăng 0,6%, chạm mốc 2.707,5 USD trên một ounce. Tại thị trường châu Á, giá vàng vào sáng ngày 18 tháng 10 tăng nhẹ, giao dịch ở mức 2.694,2 USD trên một ounce. Theo tỷ giá bán ra của Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 82,4 triệu đồng trên một lượng, tăng 900.000 đồng trên một lượng so với sáng hôm qua. Tỷ giá USD trên Việt Nam đồng cũng tăng mạnh, với Vietcombank báo giá USD ở mức 24.980 đồng mua vào và 25.370 đồng bán ra, tăng 170 đồng mỗi chiều so với ngày trước đó. Giá vàng thế giới và tỷ giá USD đồng loạt tăng khiến giá quy đổi của vàng trong nước tăng thêm 2,3 triệu đồng trên một lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng tăng nhờ các yếu tố như lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần. Bên cạnh đó, môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng cũng thúc đẩy nhu cầu vàng khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới liên tục hạ lãi suất để hỗ trợ kinh tế. Điển hình, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã giảm lãi suất lần thứ ba trong năm vào ngày 17 tháng 10. Theo một cuộc khảo sát tại Hội nghị Thị trường Vàng London, LBMA, giá vàng có thể chạm mức gần 3.000 USD trên một ounce trong 12 tháng tới cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản tại một ngân hàng và đề nghị truy tố Nguyễn Văn Linh sinh năm 1986, cán bộ kho quỹ với tội danh tham ô 246 lượng vàng SJC. Theo kết luận điều tra, Linh là thủ quỹ tại trung tâm giao dịch hội sở và nhận thấy việc kiểm kê vàng cầm cố trong kho chỉ diễn ra hai lần mỗi năm, có thông báo từ trước nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng. Lợi dụng sơ hở của hệ thống kiểm tra, Linh đã lấy 246 lượng vàng SGC từ két vàng mua bán, giữ hộ vào ngày 5 tháng 7 năm 2017, sau đó mang số vàng này đi bán và thu được hơn 8,8 tỷ đồng. Số tiền này Linh dùng để nộp vào tài khoản chứng khoán. Để tránh bị phát hiện, Linh thay thế số vàng đã chiếm đoạt bằng vàng cầm cố của khách hàng, đồng thời thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt các cuộc kiểm kê tài sản định kỳ. Đến ngày 9 tháng 8 năm 2023, khi không còn vàng nào để bù vào 246 lượng vàng đã lấy, Linh đã ra đầu thú. Hiện vụ án đã được hoàn tất điều tra, Nguyễn Văn Linh bị đề nghị truy tố với tội danh tham ô tài sản. Giá vàng nhẫn vượt vàng miếng, nguyên nhân và dự báo. Giá vàng nhẫn trơn gần đây cao hơn vàng miếng SJC do chính sách giáo của ngân hàng nhà nước, trong khi vàng nhẫn trơn diễn biến theo thị trường quốc tế, giá vàng miếng được ngân hàng nhà nước ấn định và phân phối thông qua các ngân hàng quốc doanh và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Từ tháng 6 năm 2024, giá vàng miếng đã giảm 9-10 triệu đồng trên một lượng trong một tuần, chỉ cao hơn vàng nhẫn khoảng 5 triệu đồng. Gần đây, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng theo đà thế giới, lên 4 triệu đồng trên mỗi lượng, trong khi giá vàng miếng điều chỉnh chậm hơn dẫn đến sự tranh lệch hạn chế trong nguồn cung cấp vàng miếng, khiến vàng nhẫn trở thành kênh đầu tư tích trữ phổ biến, đẩy giá thu mua nhẫn trơn cao hơn vàng miếng. Dự báo, giá vàng có thể đạt 2.700 đến 3.000 USD trên một ao trong các quý tới. Tuy nhiên, các yếu tố như lạm phát và đồng USD có thể gây áp lực lên giá vàng. Chuyên gia khuyến nghị chỉ nên phân bổ 20 đến 25% tài sản vào vàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư.